Chào mừng các bạn cùng đến để giao lưu mã mò với chúng mình nha. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 8 giờ Chủ nhật hàng tuần nhé. Mỗi bản tin chúng ta được nghe 2 lần. Sau 15 giây, chúng mình sẽ đưa ra kết quả. Nào, bây giờ hãy chuẩn bị giấy bút để giải mã thôi. Lỗ Tính. Lỗ Tính tên thật là Chu Chương Thọ, tự là Thụ Nhân, sinh ngày 25 tháng 9 năm 1881, trong một gia đình nho học tại huyện Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Lúc bấy giờ chế độ phong kiến Trung Quốc đã hủ bại, suy đồi. Thế lực xâm nhập của đế quốc Anh, Pháp đã bắt đầu lan rộng nhiều nơi trong nước. Nhân dân bần cùng thống khổ vì cảnh một cổ hai trọng. Cha ông là Chu Bá Nghi, sinh năm 1861, mất năm 1896. Đỗ tú tài nhưng không được ra làm quan, bị bệnh mất sớm. Mẹ của ông là Lỗ Thụy sinh năm 1858, mất năm 1943. Bà đã sớm có ảnh hưởng đến khả năng văn chương của Lỗ Tính qua việc bà kể cho ông nghe nhiều chuyện cổ dân gian. Lỗ Tính là bút danh ông lấy từ họ mẹ Lỗ. Thuở nhỏ ông thường đi học muộn, ông đã tự tay cầm dao tích chữ Tấn trên mặt bàn học để nhắc nhở bản thân phải nhanh nhẹn khẩn trương. Chính vì vậy sau này khi viết văn ông đã lấy bút danh là Lỗ Tính. Năm 1899, ông đến Nam Kinh theo học ở Thủy Sư Học Đường, trường đào tạo nhân viên hàng hải. Hai năm sau, ông thi vào trường khoáng Lộ Học Đường nơi đào tạo kỹ sư mỏ địa chất. Năm 1902, Lỗ Tính du học Nhật Bản, tại đây ông tham gia quan Phục Hội, một tổ chức chính trị của người Hoa. Sau hai năm học tiếng Nhật, năm 1904, ông chính thức vào học ngành y ở trường Đại học Tiên Đài. Năm 1906, ông thôi học và bắt đầu hoạt động văn nghệ bằng việc dịch và viết một số tiểu luận giới thiệu các tác phẩm văn học châu Âu như thơ Pushkin, tiểu thuyết khoa học viễn tưởng Jungspern. Năm 1909, vì hoàn cảnh gia đình, Lỗ Tính trở về Trung Quốc. Ông dạy ở trường trung học Thiệu Hưng và có làm hiệu trưởng trường sư phạm Thiệu Hưng một thời gian. Từ năm 1920 đến năm 1925, Lỗ Tính làm việc tại các trường Đại học Bắc Kinh, Cao đẳng sư phạm Bắc Kinh và Đại học Nữ sư phạm Bắc Kinh. Năm 1926, ông tới Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến và làm việc tại trường Đại học Hạ Môn. Đầu năm 1927, Lỗ Tính đến Quảng Châu, làm trưởng phòng giáo vụ kiêm chủ nhiệm khoa văn của trường Đại học Trung Sơn. Tháng 10 năm 1927, ông rời Quảng Châu tới Thượng Hải. Ông mất ngày 19 tháng 10 năm 1936. Chủ tịch Mao Trạch Đông xem Lỗ Tính là bậc vĩ nhân của cách mạng văn hóa Trung Quốc, lại nói Lỗ Tính là thánh nhân của vô sản cũng như Khổng Tử là thánh nhân của phong kiến.